Rồi mắc mớ gì Satan để cho Devon chạm vào trong chân của mình chi? Trong khi trái quỷ của mụ ta có thể giả dạng, đúng là lão già phế vật. Chào mừng các bạn đang quay trở lại bằng hải tặc Brett. Đó chỉ là một trong số những lời chửi nhẹ nhàng dành cho Satan, nhân vật phản diện được đánh giá cực kỳ cao trong lần xuất hiện đầu tiên này. Là người sở hữu trái quỷ son thần thoại nhưng khả năng biến ảo lại cực cao. Từ trên thiên mà dịch chuyển lên trên đảo tương lai chỉ thông qua một cái vòng tròn ma thuật nhỏ đến số 5. Rồi liên tục là nhận tất cả những đồ tấn công vào trong lão mà không thèm né tránh. Không thèm né tránh, phải nói chính xác là như thế chứ không phải là lão không thể tránh anh em nha. Vì vậy nếu như bạn nào đang nghĩ rằng Satan phới quá trời khi trở thành một bao két từ trận chiến này thì chỉ đúng một góc nhìn. Tác giả Oda đã cực kỳ thành công trong việc kích động người xem khi mà đưa Satan trở thành một mẫu nhân vật phản diện còn hơn cả tứ hoàng Kaido. Vì sao ư? Mình sẽ lý giải cho các bạn ở trong cái video này nên đừng bỏ lỡ các dữ liệu mà mình cung cấp sau đây. Cảm ơn các bạn vì đã luôn đồng hành cùng mình. Thậm chí các bạn còn nhớ thời khắc mà cái kênh cũ của mình cũng bập bị phân tích One Piece. Tao đã mất kênh và giờ là sự tiến bộ mạnh mẽ. 100.000 thành viên sắp cán mốc rồi. Mình thật sự không biết nói gì ngoài hai từ cảm ơn dành tất cả người đăng ký. Mình sẽ cố gắng hơn nữa trong thời gian sắp tới. Giờ thì chúng ta sẽ cùng thấy được một chút về Satan. Tại sao mình gọi lão ta là không thèm né tránh. Cách tới 1095, Benny đã đâm Satan một cú. Hải quân nháo nhào lên sợ hãi. Tự nhiên lão ta lại chẳng thèm để tâm, mà ngược lại còn quét nẹt những kẻ đang lo lắng kìa lão. Im nào lũ sâu bọ, nếu như ta không muốn bị đâm thì ta đã tránh đi rồi. Tức là Satan có thể né tránh bất kỳ đòn tấn công nào kể từ khi đặt chân lên trời đảo. Nhưng bạn sẽ hỏi liệu lão có đủ khả năng hay không? Mình xin thưa là có chứ. Cú đâm của Benny rất dễ né, vì Satan mạnh hơn rất nhiều so với cậu bé. Lão thậm chí còn có thể cường hóa Haki để chắn nếu như thích. Thế mà Satan vẫn cứ đợi đó, để thanh kiếm chọc vào trong người của mình cho máu phục ra trời vậy đó. Đợt thứ hai Satan dính chính là cú đấm cực kỳ khủng của Kuma. Nó được nhìn thấy cả Haki vũ trang cực mạnh, đấm thẳng vào trong mặt của lão khi mà Satan đang bị nắm giò, là không thể nào tránh được rồi. Lần này đúng nghĩa là không thể tránh khi bị khóa, nhưng Satan hoàn toàn có thể cường hóa Haki của mình để chắn đòn. Bởi vì nó là một khoảng thời gian đủ lâu để dùng Haki, như cách mà những phản diện trước đó đã từng làm, ví dụ như đồ Flamingo hay Big Mom. Hãy thấy mà Satan vẫn không thèm. Lão ta không tỏ ra sợ sệt trước kinh lực của cú đấm, và thậm chí cả trong suy nghĩ thì lão cũng hỏi tại sao Kuma có mặt ở đây, chứ không phải là phản ứng về cú đấm này gây ra thiệt hại gì nếu như dính trọn. Và thiệt hại đã thấy cực kỳ men rợ, cánh tay cùng với chiếc sừng của lão Satan đã bị gãy nét bét. Có ai đó hỏi đau không thì chắc chắn phải đau chứ. Rồi sau đó thì sao? Các bộ phận bị nhận tổn thương đã tái tạo lại mà không hề có bất kỳ một vết sức nào. Có nghĩa là cú đấm của Kuma chỉ tách được Satan ra khỏi phạm vi nguy hiểm, chứ còn nói xét thương thì hầu như là bằng con số 0. Ở chấp tới 1107, Satan có chút phản ứng nhẹ trước cú đấm gây năm của Luffy. Vì cậu ta sở hữu trái quỷ son thần thoại lố bịch nên Satan có cảnh giác đôi chút. Trong khi mà Luffy khởi động thì lão dùng linh lực tấn công đầu của Luffy khiến cho nó bị tổn thương. Thế nhưng không đủ để khiến Luffy dừng tay, một đòn gây năm cắt lên tung thẳng vào trong mặt của Satan với máu phục ra tung tóe hết sức gợi rợn. Satan bị thổi bay đi xuyên qua công trình rồi dừng lại, và chúng ta nghe được âm thanh xương của lão nghe răng rắc. Thế nhưng chỉ vài khung tranh sau đó đối thoại với Devon xong thì khuôn mặt của Satan đã trở về nguyên vẹn. Tức là cú đấm gây năm thức tỉnh của Luffy cũng không gây được thiệt hại cho Satan. Đó là lý do khiến Satan không buồn né bất cứ đòn tấn công nào hướng thẳng vào trong lão. Đậm nghĩ sức mạnh của Satan còn bá đạo hơn rất nhiều lần so với tưởng tượng của chúng ta. Thuộc đầu có nghĩ Luffy sẽ dùng Haki Bá Vương để đấm Satan, ít nhất cũng giống cú đấm mà Gáp tặng cho Marco, một người có khả năng tái sinh cũng bị trọn vẹn. Không, chẳng là cái thá gì so với Satan cả. Dù cho Luffy có dùng Haki Bá Vương đi nữa, mình tin là thế, vì lão có thể tái tạo lại rất nhanh, thậm chí một vết xước cũng không còn. Từ đây các bạn cũng nên hiểu rõ hơn về những gì mà Oda muốn thể hiện. Tác giả Oda không biết Satan thành một bao két thì làm sao các bạn thấy được sức mạnh Haki, chứ năng lực của trái quỷ lão ta dường như cũng chẳng xin nhờ gì. Một sự đối nghịch so với lời thoại của Kaido trong trận chiến với Luffy. Kaido bảo rằng đừng quá tự cao vào trái quỷ, Haki mới là thứ dẫn đầu thế giới, hãy nhìn Roger mà xem. Kaido có thể nhìn Roger, người sử dụng Haki cực mạnh mà không ăn trái quỷ, nhưng người xem cần phải nhìn vào Satan. Haki mà có gây tổn thương mạnh cỡ nào thì trái quỷ vẫn tái tạo lại được một cách bình thường. Oda đang tạo ra những thứ sức mạnh còn ghê gớm hơn cả Haki vào lúc này. Chúng ta đang quá đề cao thứ sức mạnh Haki từ trận chiến của Luffy với Kaido và cho rằng Luffy có Haki Bá Vương cấp cao thì là có sức mạnh bá đạo nhất One Piece. Kiểu này thì một đám Haki Bá Vương cộng với thức tỉnh trái của truyền thuyết thì trời mới đỡ nổi. Nhưng không hẳn là như vậy, chúng ta còn có phản diện là Râu Đen, Ngô Lô Tình và Emu, vua thế giới của hiện tại. Những sức mạnh tiên tiến nhất One Piece lúc này thì nhân vật chính đã có. Nhưng đánh bại được những kẻ phản diện này không phải là cái chuyện dễ dàng. Khi mà chúng là những kẻ đầu sỏ sâu trái quỷ, cả Haki cũng cực kỳ mạnh. Vì thế mà mình xin đưa ra một lời khuyên dành cho tất cả những người hâm mộ Luffy lúc này. Đừng nên tự mãn vì Haki Bá Vương cấp cao lẫn thức tỉnh trái quỷ của cậu ta. Còn phải có thêm thời gian đối đầu với những kẻ mạnh hơn, Luffy mới lĩnh hội được cái tầng sức mạnh mới mà các bạn chưa bao giờ chứng kiến được. Vì Satan bị tác giả Oda cho biến thành bao két cũng giống hệt như Kaido tại Wano.
Ban đầu thì lão ta cho rằng cái son thần thoại của mình, danh hiệu của mình là sinh vật mạnh nhất thế giới, lớp vảy rồng cứng cáp cộng với hạt kỳ của một bậc thầy thì không thứ gì xuyên thủng được, đến cả Kaido cũng không tự giết mình được, thì làm sao mà có ai đủ sức? Có lẽ Kaido chưa đụng độ với Ngũ Latin và Imer. Ở God Valley thì Satan cũng có ở đó, nhưng nếu Kaido chiến với Satan thì chưa đủ trình. Luffy phi ban đầu đến Wano cũng đấm Kaido với tất cả những sức bình sinh, Haki vũ trang, Gear 4, không thứ gì làm cho Kaido bị thương được cả, chỉ đủ làm cho lão ta tỉnh rượu, cho được massage mạnh tay. Rồi thì Kaido cũng tự cao, đưa cơ thể của mình ra chắn đòn của cái cậu hồng bào. Lão nhận ra vết chém của họ giống với Oden năm xưa. Haki bá vương được tạo ra với sức mạnh đời đời, mà khi nhắc về nó, lão cảm thấy nhức nhối. Yoro dùng Enma chém một cú tương tự, và Kaido cũng bị ám ảnh khí lực của Oden mà nảy đòn. Vậy nên mới nói, Kaido sợ Haki và cho rằng Haki là sức mạnh dẫn đầu thế giới. Còn Ngũ Latin Satan thì sợ cái quái gì thứ đó, bị cương ma đấm cũng chẳng thèm để tâm hay cường hóa Haki để giảm thiểu thiệt hại. Giống như một người thuật đòn bẩy, Kaido càng tự cao bao nhiêu với sức mạnh của mình thì giờ Satan cũng nên làm điều tương tự. Nếu như Kaido là phòng thủ kim cang bất hoại thì Satan chính là tái tạo siêu cấp vô địch. Với cái năng lực này thì hai gã đã vô cùng tự cao tự đại, luôn đưa ra những lời thách đấu với kẻ thù và cho rằng không có bất cứ thứ gì gây tổn thương cho bản thân, nên cứ để cho bọn sâu kiến kia thiền tới sức mạnh, có việc gì đâu mà căng. Satan không căng, nhưng người hâm mộ lại căng. Họ thấy Satan là một bao két, bị đấm bị đục đủ kiểu mà không né được, không phản được một đòn nào ra trò, ngồi nháy mắt hay giẫm đạp rồi tái tạo. Cũng giống như Kaido, chịu đòn riết rồi cũng thấy lão ta chẳng khác gì bao két, để cái Satan và cổ hồng bao phô diễn sức mạnh. Đến lúc Kaido quật lại thì chỉ có ngáp thôi, chứ còn thở cũng khó khăn nữa là. Vậy tại sao tác giả Oda lại xây dựng Ngũ Latin là một kẻ tự cao tự đại cả về nhân cách lẫn sức mạnh? Điều đó có đúng với một nhà cầm quyền thống trị thế giới hàng trăm năm hay không? Đúng, Satan là một nhà chính trị, nhưng độc tài và men rợ. Lão luôn cho rằng bản thân của mình là đấng tối cao và xem những người khác là sâu kiến, để họ đụng chạm vào trong cơ thể của lão hãy nhìn thấy lão là một cái điều gì đó bẩn thỉu. Satan 38 năm trước có đến God Valley, giờ lại đến Ehit, thì chúng ta cũng hiểu được rằng có một sự kiện trọng đại nào đó ảnh hưởng trực tiếp thế giới thì Ngũ Latin mới ra trận. Và thực tế Ehit cũng không phải là cần thiết, chỉ là quyền điều khiển của các Ngũ Latin đối với Pacific Time là cao nhất được biết nên mới tới, không để cho Vagabond không chống trả. Không vì thứ đó Satan cùng lòng mới đến đây. Hơn nữa thì bản chất của một đấng chí tôn đang sâu vào trong máu của Satan. Khi đứng ở đỉnh cao quá lâu mà không ai chạm tới được thường sẽ rất ảo tưởng và ra dễ. Những cú đấm mà Satan được thưởng cũng chỉ là bàn đạp cho sức mạnh to lớn phía sau của lão ta. Satan mà phản pháo thì xem ra rất khó nhằn ở liên minh mũ rơm rời đi an toàn. Cũng chính từ dây thượng đẳng của mình, Satan đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng chắc tới 1107. Lão đã để cho Devon chạm vào trong chân của mình, đó là một cái nước đi ẩu nhất. Satan thừa biết băng râu đen đã làm những chuyện rất khủng bố theo như lời của lão nói, tức là nhiệm vụ của Devon chạm vào trong Satan là một trong số những trò khủng bố sắp được râu đen tạo ra. Katarina Devon sâu chép quyển son thần thoại cáo chính đùi, nó sẽ dài dàng thành bất cứ ai khi chạm vào. Ước râu đen cần hình dạng của Satan cho kế hoạch tiếp theo của hắn ta. Lão ta cũng đã tấn công Devon và Auger, nhưng đổi lại chỉ là một cú vụt chân vào hư không, nặng hơn có thể là đang đạp đổ đi cái ghế của Emer của hiện tại. Râu đen thực sự đang muốn tiếp cận với thánh điện Medenchoy thông qua kế hoạch muốn trở thành vua của hai chị nội sư, liên kết chính phủ rồi được đến Medenchoy thời gian không xa. Giờ Satan đã bị sao chép nhân dạng thì có khả năng râu đen sẽ đến Medenchoy nhờ sự dẫn đường của Devon trong diện mạo của một Ngũ Latin, tránh gây nên sự náo loạn hay cảnh giác từ lực lượng phòng vệ thánh địa. Satan đúng thật sự rất mạnh, lão ta có thể làm gỏi hết tất cả những ai đang có mặt tại hết cùng với đô đốc Kizaru. Chỉ là Satan muốn chơi đùa cùng với những kẻ này một chút để chúng thấy được sự bá đạo của Ngũ Latin đại diện cho phi công lý là đáng sợ cỡ nào. Tứ hoàng cũng vẫn là cái đinh gì đối với chính phủ, họ muốn dẹp lúc nào là dẹp thông qua đẳng cấp của hải quân và Ngũ Latin. Nhưng vì không muốn gây ra cái vấn đề rắc rối cho nên cứ đợi tứ hoàng làm vua ở các vùng biển mà không nên đụng vào chúng. Giờ là lúc Satan không còn nhượng nữa, Satan sẽ chính thức cho thấy được sự đáng sợ của một Ngũ Latin là thế nào. Lúc đó đừng bảo lão ta là một bao két di động nữa nha. Đẳng cấp và sức mạnh thật sự của tứ hoàng Kaido là bài học cực kỳ đắt giá dành cho những người hâm mộ đánh giá thấp Satan. Sức mạnh tái sinh còn bá hơn cả phòng thủ của Kaido. Kaido thì bị dính sẹo với Haki bá vương, chứ còn Satan thì sẽ nổ. À, có một điều khiến cho Satan bị thương đó là vết sẹo trên mặt của ông ta, đó là gì thì chúng ta chưa hề biết. Những phân tích trên đây của mình nhằm ám chỉ đến sức mạnh và lý do mà Oda để Satan bị dính quá nhiều đòn tại trận chiến này. Nó không hề đề cao giá trị đạo đức hay là nhân phẩm của lão. Vì thế anh em hãy cân nhắc khi bảo rằng mình thần tượng Satan anh em nha. Đập thì cần phải đập rồi đó, quan trọng là đập kiểu gì khi mà cứ bị thương rồi lành lại như chưa từng có gì xảy ra. Đã vậy thì Luffy còn chưa thể kiểm soát được trái Wizon truyền thuyết này một cách thuần thục. Cười như thằng đần, thời gian kết hợp có vài phút không làm đấm nhau mà cứ lên nằm giỡn rồi cười bắn loạn hết cũ. Mình nghĩ rằng các bạn nên xem lại video này để thấy được Luffy vẫn chưa kiểm soát được ý chí Wizon Nika anh em nha. Bye bye và hẹn gặp lại ở video sau.